Thưa quý vị, ở Việt Nam có một món ăn xuất hiện từ những quán ăn vỉa hè như thế này. Cho đến những hàng ăn chuyên nghiệp, đó chính là nem rán, món ăn đã gắn liền với mâm cơm của người Việt Nam suốt bao nhiêu thế hệ. Và nem rán mới đây cũng đã được chuyên trang ẩm thực nổi tiếng thế giới Taste Atlas xếp vào một trong 10 món ăn làm từ tôm ngon nhất trên thế giới. Được mệnh danh là bản đồ của ẩm thực thế giới, danh sách này được Taste Atlas đưa ra dựa trên đánh giá của gần 340.000 du khách trên khắp thế giới. Nem rán hay chả giò của Việt Nam đã xuất hiện ở vị trí thứ 8 trong danh sách này. Không chỉ được du khách quốc tế yêu thích, nem rán còn gắn liền với tiềm thức của người Việt Nam qua nhiều thế hệ. Và với nhiều người như chị Hiền, nem rán còn là công việc mà chị làm mỗi ngày. Mình làm cái nghề nem rán này được 20 năm nay rồi. Nó trung bình một ngày là chị làm 1.000 cái. Mình có nem thịt truyền thống và nem tôm cua. Trước kia là mẹ nuôi của mình cũng thừa hưởng từ cái nghề nem này là của bà. Và còn là cả niềm tự hào khi nhiều du khách thưởng thức và để lại những đánh giá tích cực. Tôi cũng mới biết tin về món ăn này. Lần đầu tới Việt Nam và thưởng thức nó, tôi rất thích. Nó giòn và rất thơm ngon. Để tạo nên một chiếc nem tròn vị là sự kết hợp của nhiều nguyên liệu, bánh đa, thịt lợn kết hợp với tôm, mực, bề bề, rau củ và không thể thiếu những đôi bàn tay khéo léo tạo nên những chiếc nem vừa vặn với người thưởng thức. Nếu mà nói đúng ra là tất cả các bước trong làm nem này thì cái bước nào cũng quan trọng. Nhưng mà quan trọng nhất là ta phải trộn cho đều, phải chiên làm sao cho nó vừa tầm chín tới. Vì khách ăn vừa nóng thì ăn nó có độ thơm của hải sản và có độ ngọt của rau củ quả. Hàng ngày thì các cô sinh hoạt thì đôi khi ra đây ăn thì cái món các cô thích hấp dẫn các cô là món nem hải sản. Tại vì món nem nó đi vào ký ức rồi cháu ạ. Tức là ví dụ cỗ bàn thì không bao giờ có thể thiếu được món nem. Tôi đã ăn thử món ăn này và rất thích nó. Nhân của món ăn rất đặc biệt và sự kết hợp của các loại nguyên liệu rất hài hòa. Mình thì mình thấy tự hào cái tạp chí mà họ xếp cái món ăn của Việt Nam được vinh danh thì mình thấy điều đấy là người Việt Nam nào cũng sẽ tự hào, đặc biệt là một món ăn rất truyền thống như thế này. Giản dị, gần gũi nhưng đầy tinh tế, nem rán giờ đây không chỉ gói gọn trong mâm cơm của gia đình Việt mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh của Việt Nam, đất nước với ẩm thực phong phú và hấp dẫn du khách trên khắp thế giới.